Ok. Ok, mình bắt đầu đi ha. Khoa sẽ nói sơ sơ một chút, bắt đầu bằng giới thiệu một chút về bản thân mình đi. Thì xin chào mọi người. Thì có thể là một số bạn ở đây là biết Khoa từ lâu rồi. Thì bây giờ Khoa là mình, tên thật của mình là Trần Đăng Khoa ha. Thì Khoa là người Bến Tre. Thì du học thì Khoa qua Mỹ hồi năm là 2009. Thì tới nó hiện bây giờ có lẽ là khoảng 10 năm, gần 10 năm rồi. Thì khi mà khoa du học á, thì trước khi qua thì Khoa có bằng đại học ở Việt Nam, Khoa học ở khoa Toán tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà qua đây đó, Khoa mình bắt đầu là Khoa định là Khoa sẽ học lên master về cái ngành là khoa học máy tính. Nhưng mà trời xui đất khiến sau đó mình qua Houston đi, mình thấy cái ngành dầu khí nó hay quá. Mà thật ra một phần nữa là hồi đó Khoa nghĩ là nếu mà mình phải ngồi mình trên máy tính mình coding cả ngày cả giờ thì mình rất là chán đúng không? Cho nên cảm thấy là mình muốn cái gì đó khác đi. Thì khi mà qua Mỹ á, Khoa muốn mình có cơ hội để mình học lại một cái khác, cho nên là Khoa quyết định là Khoa đổi ngành. Thì cái đó mình đổi ngành dầu khí, Petroleum Engineering. Thực ra thì ở cái tuổi mà 23 mình nghĩ có lẽ là cũng chưa chín chắn nhiều như là những bạn ở đây, thật sự là như vậy. Ra thời điểm đó mà nếu mà mình đi con đường là lên thẳng master luôn thì có lẽ là mình cũng có những cái khác. Nhưng mà Khoa học dầu khí được 4 năm, rồi sau đó là Khoa đi làm khoảng chừng 1 năm. Thì thời điểm đó là Khoa ra trường năm 2015 á, thì lúc đó là dầu khí nó xuống thê thảm luôn, kiểu như là chiến tranh Mỹ OPEC gì đó về kinh tế đó làm cho là cái dầu giá dầu khí nó giảm sụt giảm rất là nhiều, đâm ra là mình lại không tìm được một việc làm ưng ý của mình thời điểm đó. Cho nên là khi mà thời điểm nó xảy ra đó thì rất là nhiều bạn bè trong khóa của Khoa là họ cũng không có tìm được việc làm. Mình thì may mắn hơn, mình có được việc làm, nhưng mà công việc của mình thì nó lại không có thật sự là nó mang tính chất là challenge, tức là nó có nhiều những cái gì để mình học hỏi nhiều á. Thì cũng không có phải là thật sự là hào hứng khi mà đi làm lắm, cho nên là Khoa quyết định là ok, thì thay vì mình học master, không muốn học master nhưng mà thì đó là chưa phải lúc Khoa muốn, nhưng mà vì như vậy nên Khoa nói là thôi vậy mình đi học master luôn cho rồi đó. Thì Khoa lên Khoa học quay lịch trường học master thì làm rất là nhanh thôi, trong 3 tháng Khoa làm học GRE rồi chuẩn bị viết essay, tìm recommendation letter này nọ hết. Rồi Khoa học master, Khoa vô trong trường master của University of Houston. Thì cái thời gian Khoa học là Khoa học ngành Mechanical Engineering, tức là về cơ khí á. Thì ra trường năm 2018 thì Khoa đi rồi, khi mà qua trường khoảng chừng 3 tháng là Khoa tìm việc, thì Khoa có job offer qua bên tiểu bang North Carolina luôn. Thì tới bây giờ Khoa đi làm rồi, thì Khoa đi làm được từ tháng 10 năm ngoái tới bây giờ là khoảng tầm gần 1 năm. Công việc của mình bây giờ đại khái nó là làm trong về lĩnh vực là về nghiên cứu và phát triển. Thành ra là nó dùng may mắn, thành ra đó là một cái điểm hay, tại vì với cái ngành đó mình có phải dùng rất là nhiều những cái skill mà mình đã tổng hợp trong quá trình học hay là đi làm. Thì nhờ như vậy á mà Khoa có thể là Khoa đi làm công việc này tốt hơn đó. Thì quay lại thì khi mà đi một vòng tròn luôn thì bây giờ công việc của Khoa bây giờ vẫn là đa phần vẫn là về khoa học máy tính, vẫn là làm lập trình, vẫn là làm ở những cái phần code khác, nhưng mà với một tâm thế rất là khác biệt rồi. Hồi xưa lúc mình học á, thì mình lúc mình lúc mà 23 tuổi á thì mình cảm thấy mình không muốn làm cái việc này, mình cảm thấy là ngồi cả ngày trong máy tính nếu mà coding thì nó quá chán chường đi. Nhưng mà khi mà mình đi làm rồi thì thực sự là nó có những cái rất là khác, nó không phải như mình nghĩ nữa đó. Thành ra là Khoa cảm thấy là cái việc mình chọn trường chọn ngành hay thậm chí là mình đi làm đi, nó phù hợp tính cách của mình, nhưng mà đồng thời nó cũng thay đổi theo thời gian luôn. Như Khoa bây giờ là Khoa đi làm thì mình cảm thấy công việc nó rất là thích, tuy rằng mình cũng là ngồi làm việc trên máy tính, cái mình cho là mình chán thì mình lại không thấy chán chút nào hết, nó là những cái như vậy. Thì có lẽ là mai mốt mà các bạn chọn trường chọn ngành gì đó có lẽ là mình sẽ nói chuyện thêm ha. Ok, thì quay lại ngày hôm nay thì mục tiêu của ngày hôm nay á, là Khoa làm buổi livestream lần đầu tiên này á, tại vì có nhiều bạn khi Khoa làm vlog á có rất nhiều bạn hỏi Khoa vấn đề về về du học. Thì thông qua những cái mà mình trả lời á, Khoa cảm thấy là có rất nhiều bạn hỏi những câu hỏi trùng lặp với nhau, cho nên là Khoa muốn làm một buổi livestream này, mục tiêu là để cho các bạn có thể là nghe cách hỏi trực tiếp Khoa những câu hỏi. Thành ra trong quá trình Khoa nói chuyện, mọi người có câu hỏi gì thì hãy giúp Khoa comment ha, về bất cứ đề tài gì về du học, miễn là về du học mà việc làm thì Khoa sẽ trả lời được thông qua kinh nghiệm của mình. Thì đã bắt đầu Khoa sẽ có thể là Khoa sẽ có một số bạn đã tổng kết câu hỏi vừa gửi cho Khoa rồi, Khoa sẽ bắt đầu những các bạn khác ha. Rồi thì đầu tiên là bạn đây là câu hỏi của bạn Phí Thu Hằng ha. Thì Phí Thu Hằng là bạn muốn apply thạc sĩ, thì là bạn hỏi Khoa những cái vấn đề câu hỏi là về học thạc sĩ ở Mỹ. Thì đây là các câu hỏi của bạn nha. Rồi câu hỏi đầu tiên của bạn là: anh Khoa ơi, apply thạc sĩ qua Common App được không? Phí apply trường rank ở ở khoảng nào? Có nên rải hồ sơ hay chọn 10 trường và nhắm đích không? Apply qua Common App rồi rank ở trường.
Thì thực ra Hằng ơi, câu hỏi của em về cái apply như thế nào thì anh không biết là apply qua comment app là như thế nào, nhưng mà cái mà anh apply, anh nói về kinh nghiệm của anh đi, anh apply trực tiếp vào trường University of Houston luôn. Thì khi anh apply đó, anh apply thẳng vào website của trường. Thì đầu tiên hết đó là anh sẽ lên trường, lên website của trường trước, anh coi là cái phần mà contact us á, là ở đó sẽ có những cái thông tin của trường như là về số điện thoại hay là về email. Thì thường mỗi trường sẽ có những cái department riêng biệt, cùng một website nhưng mà sẽ có những cái department riêng biệt, như là về mechanical engineering hay là về marketing hay là về những cái ngành mà em muốn học á. Thì đầu tiên là em vào trong cái department của trường đó, em vào trong cái contact của trong cái department đó, em sẽ, nó sẽ có cho em những contact đó, thì nó có email và số điện thoại. Thì em có thể là nếu mà gọi được thì tốt, còn không thì mình email cho họ, mình hỏi họ là mình muốn apply vào trường này thì cái điều kiện là như thế nào. Đó là cái mà anh làm. Thì khi người đó, người ta sẽ trả lời cho anh biết là cái điều kiện để anh apply, anh cần có recommendation letter, anh cần có GRE, anh cần có điểm của anh là khoảng 3.0 trở lên. Ví dụ như vậy, một số trường nó không đòi hỏi mình nhiều. Thì thông qua những điều kiện đó, anh sẽ apply trên đó và để anh làm. Em hỏi anh là có nên rải ra apply hay không? Anh nói yes, anh apply, mục tiêu của anh là mục tiêu của anh là khoảng 2 trường. Thì thời điểm đó thì anh, cái điểm của anh khá là cao, anh điểm của anh, GPA của anh ra trường là khoảng 3.4. Thì nó, với lại là tiếng Anh nữa thì anh cũng không vấn đề gì, cho nên anh không apply quá nhiều, tại vì anh nghĩ là cái khả năng của anh rất là cao. Cho nên anh chỉ apply khoảng 2 trường thôi. Một trường là University of Houston, một trường là Lamar University. Thì 2 trường nhận anh hết. Cho nên á, nếu mà em có muốn á, em apply khoảng chừng vài trường để mà mình backup thôi, cái plan của mình, và mình có những trường mục tiêu ha. Rồi, thì apply trên trường, website của trường. Câu thứ hai của em á, là mỗi trường ở bang, mỗi bang á, sẽ có văn hóa khác nhau đúng không anh? Phong cách giảng dạy hay môn học có khác nhau theo từng bang hay không ạ? Câu hỏi rất là hay. Thì thật ra là mình sẽ muốn học làm sao cho nó phù hợp với phong cách của mình nhất đúng không? Thì thật ra tin vui á, là nó sẽ không có sự khác biệt rõ ràng ở từng bang. Và tin buồn á, là không có điều chắc chắn chỉ có hết. Tại sao? Tại vì á, mình học là học do thầy cô, do bạn bè, do trường trường đào tạo đúng không? Thành ra là với mỗi người khác nhau thì tính cách cũng khác nhau. Thì nếu trường hợp mà em mà đi học, anh mà là thầy giáo á, em sẽ phải nghe bể lỗ tai luôn. Tại vì anh sẽ giảng dạy rất là nhiều hay đại khái như vậy. Nhưng mà cũng có trường hợp là những thầy giáo hay cô giáo họ không có giảng dạy nhiều ở cấp độ đại học hay cấp độ thạc sĩ á, tự học là chính. Thành ra các thầy cô trên trường chỉ là mang chất là hướng dẫn cho mình thôi. Thành ra là mình rất là khó là mong chờ là mình thích học cô này, thầy này vì lý như vậy. Thật ra mình cũng chọn được. Trong trường hợp là trường có nhiều cái option cho mình, chẳng hạn như là họ cho mình cũng là lớp đó mà nhiều thầy cô dạy những lớp khác nhau thì mình chọn lựa được. Thì nó có một cái trang web là raisemyprofessor.com. Thì cái trang này nó sẽ giúp cho tổng hợp những cái học sinh vô trong đó để mà mình có đánh giá là thầy cô như thế nào. Đương nhiên cái trang này không phải của trường, nó là một cái trang của một cái party thứ ba họ làm ra thôi. Rất là hữu ích. Tại vì thông qua đó mình sẽ biết được thầy cô nào được đánh giá như thế nào. Và một số thầy cô nổi tiếng thì họ sẽ được rất là nhiều học sinh lựa chọn đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên là em không phải lo về việc đó, tại vì em lo cũng không được. Đó. Cho nên quan trọng bây giờ em nghĩ là em muốn học cái trường đó vì nó văn hóa, vì nó có một cái điểm thành tích như thế nào, hay là ở cái bang đó nó có một cái culture về cái kinh tế như thế nào. Chẳng hạn mình muốn học một cái bang mà sôi động, một cái bang mà có nền kinh tế sôi động, trẻ hay là có nhiều chỗ đi chơi đi, thì mình chọn California, ví dụ như vậy. Hay là mình muốn học một cái nơi là có thành tích nổi cộm về học hành và nó có nhiều người có nhiều thành tích về lịch sử, đi học ở Boston hay là học những cái bang phía Bắc đó, như ví dụ. Hay là học những cái trường nào mà nó có nhiều international student châu Á nhiều, đi chọn ở Houston. Đó, thì đó là thông qua những cái mà mình hiểu biết, thông qua những cái mà mình tìm kiếm trên mạng, hay là đơn giản là mình có những người bạn để mình hỏi với nhau. Vậy ha, thì em chọn cái em thích trước đã, rồi vô trường đó thì mình sẽ có những cái khác nhau, mà không phải cái gì. Nói chung là nó sẽ có rất nhiều nhân tố nếu mình quyết định cho việc này ha. Thì đó là kinh nghiệm của anh là như vậy. Câu hỏi thứ ba, thì đại học Mỹ tìm gì ứng viên theo anh đánh giá ạ? Tức là câu hỏi là bây giờ mình muốn apply vô master á, thì mình sẽ có những cái tiêu chuẩn gì để mình có thể mình hoàn thành vô đó đúng không? Rồi, thì bây giờ là để chờ khỏi xíu nha, anh Khoa có like chưa ạ? Hằng vào được rồi đúng không Hằng? Anh thấy em đang watching, ok, good. Rồi, thì bây giờ là người ta tìm ứng viên như thế nào? Thì nãy trong câu hỏi đầu tiên Khoa có nói đó, là khi mà mình gửi một cái email vào trong một cái trường đại học á, mình hỏi người ta là cái tiêu chí để mà người ta xét tuyển cái người mà để học master như thế nào, thì khi đó cái người đó họ sẽ gửi cho mình những cái danh sách, những cái yêu cầu của họ. Thì anh lấy ví dụ hồi nãy đó, cái GPA của mình là phải từ 3.0 trở lên, ví dụ có thể trường lấy 2.5 thôi, 2.8 thôi, tùy trường. Phải có 3 cái recommendation letter từ những người giáo sư hay là những người làm trong ngành trước đó, hay là một cái essays, rồi đó, phải có điểm GRE chẳng hạn như vậy. Thì thường nó sẽ là 4 tiêu chí này. Thì thông qua
đánh giá như thế nào thì thường mỗi trường sẽ có một cái chuẩn riêng của họ, nhưng mà có một công thức ở đây á là không phải là áp dụng mỗi trường nha, nhưng mà một có một trường là khi qua upline họ nói như vậy. Cái điểm GPA tức là điểm trung bình của mình á, ở Mỹ thang điểm là 4 chấm đúng không? Không phải ở Việt Nam là 10 chấm, mình phải đổi qua 4 chấm. Điểm trung bình của mình nhân cho 50 cộng với điểm quantitative tức là điểm toán của GPA á, cộng với điểm verbal tức là cái điểm mà để mình làm bài viết bài luận trong 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 cái GPA á, cộng lại hết mà trên hơn 428 á thì mình sẽ được qualify để mà apply vô. Đó, thì đó là một cái chuẩn chung của trường đó như vậy, thì không biết trường khác có áp dụng như vậy hay không. Nhưng mà rõ ràng khi mà cái này là một cái đề tài rất là hay, khoa định sẽ cover riêng cho phần đó là mình làm mình trước thôi mình học GE để mình apply master như thế nào. Nhưng mà để mình nói xa phần đó đi. Thì khi mà mình lấy cái đó làm công thức chung của mình thì như vậy là mình có thể mình coi cái điểm của mình hiện tại và cái điểm GE của mình nó đủ hay không. Thì nếu mình đủ á là mình đủ còn để xét tuyển. Thì thường người ta xét tuyển á thì ở Mỹ nó không phải là nó cũng là giống như Việt Nam hồi xưa á. Tức là xét tuyển là thông qua thành những kỳ thi từng trường. Nhưng mà đối với Master thì họ không phải làm những kỳ thi như vậy. Họ dựa vào những cái thành tích mình đã có. Và như vậy là họ sẽ làm cho mình, họ cho mình qualify hay là không. Ok, đó là như vậy. Rồi, thì đó là em nên email cho trường, những cái trường mà em muốn apply trước. Thì khi đó họ sẽ cho em biết là những cái điều kiện họ cần là cái gì. Ok, rồi. Mọi người có muốn hỏi câu hỏi nào khác không? Thì cứ thể nhắn vào comment cho Khoa ha, để Khoa biết. Còn nếu mà không thì Khoa sẽ tự nói một mình nha. Ok, tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của em á là em hỏi là chờ anh xíu nha. Khi ứng tuyển có phải mình chứng minh tài chính hay không hay là tùy theo yêu cầu của từng trường? Có, giống như đi du học vậy thì mình phải chứng minh tài chính của mình đúng không? Trường cũng vậy, trường cũng đòi hỏi về chứng minh tài chính, nhưng mà cái tài chính ở trường đây thì nó dễ dàng hơn. Nó sẽ không phải bắt buộc mình là khó khăn như ở Việt Nam là phải có thẻ xanh, có sổ đỏ rồi có đất đai này nọ, nó không quan tâm như vậy. Thì ở trường nó chỉ cần mình có một cái bank statement, tức là cái số dư tài khoản ngân hàng của mình á, coi nó đủ cover cho một năm hay không thôi. Thì cứ mỗi năm như vậy hay là mỗi lần mình làm giấy tờ như vậy, nó sẽ đòi hỏi mình làm lại cái đó chẳng hạn như vậy. Thì nó sẽ không bắt buộc mình là phải cung cấp cho nó những cái tài sản bất động sản khác, nó chỉ cần số tiền trong ngân hàng thôi. Thì mình phải cung cấp cái đó cho trường của mình ha. Rồi, có một bạn gửi câu hỏi khác thì để anh sẽ tạm dừng câu hỏi của Hằng lại. Hằng còn mấy câu lận, Hằng gửi cho anh rất là nhiều. Thì anh sẽ trả lời của bạn khác xong sẽ vào với Hằng ha. Bạn hỏi là bạn Võ Thị Tâm. Võ Thị Tâm hỏi là điều kiện để apply thạc sĩ ngành Computer Science, điều kiện để được học bổng và điều kiện để được điểm GE bắt buộc là bắt buộc. Thì bạn hỏi là điều kiện học bổng đúng không? Và điều kiện là điểm GE. Thì thật ra học bổng mà của bên những cái trường đại học khi mà về mình master á, thường á nó dựa vào tất cả những cái mình apply về cái bài viết của mình nè, bài luận của mình, điểm GE của mình và điểm GPA của mình, nó cộng lại những cái đó lại để nó cho mình apply. Thì như hồi xưa Khoa đi, lúc mà Khoa apply vào hai trường thì trường University Houston á thì họ cho Khoa học bổng, thì học bổng sau học bổng đó thì Khoa được quyền đóng tiền trong in-state luôn. Thành ra như vậy là Khoa sẽ được cũng giảm khá là nhiều tiền. Thì Khoa không phải làm gì hết cho việc học bổng, Khoa chỉ việc là nộp những cái mà Khoa có vào trong trường thôi và trường xét cho Khoa trên những cái điều kiện đó và cho Khoa học bổng. Đó là như vậy. Còn cái điểm GE của mình á, đương nhiên nó sẽ phụ thuộc vào điểm GE nữa. Thành ra là mình, để mà mình qualify cho việc apply vô trong trường á thì nó không đòi hỏi mình quá nhiều đâu. Nhưng mà để học bổng thì có thể là mình phải cần cái điểm GE của mình nó cũng khá là cao. Thành ra là mình bỏ chút thời gian để mình luyện thôi. Thì để một thời điểm, để mà có một thời điểm nào đó Khoa sẽ làm một cái bài, một cái vlog về chuyên về GE ha, để cho mọi người có một cái đánh, có một cái biết là mình như thế nào luôn. Thật ra như Khoa thường lúc mà Khoa mới thi GE á, Khoa thấy là nó khó lắm, nó có nhiều cái rất là nhức đầu lắm luôn á. Nhiều khi mình luyện, trời ơi cái này mình luyện tới già luôn chứ mình không muốn luyện mà gọi là thiệt là giỏi quá. Nhưng mà ra để mà được cái GE như vậy mình không cần phải luyện thật là giỏi đâu, mình có chứng thuận của mình làm. Thì Khoa sẽ giúp mọi người cover phần đó sau. Nhưng mà trả lời câu hỏi của Võ Thị Tâm là mình có điểm GE đó nó cần thiết ha. Còn nó bắt buộc là bắt buộc chính xác, nhưng mà ở cái mức nào đó thôi. Thì như hồi nãy Khoa nói có công thức á, là GPA nhân 50 cộng với điểm toán cộng với điểm viết của GE lớn hơn 428 thì mình được qualify để mình chọn. Ok, đó như vậy. Rồi, mọi người giúp Khoa like và share video nha, để cho mình mọi người cùng biết thêm và để mà mọi người muốn coi lại thì cũng dễ dàng hơn á. Và một lần nữa thì Khoa sẽ upload video này lên trên cái trang YouTube của mình, vlog, để mọi người có thể xem lại bất cứ lúc nào nha. Ok, thì đó là Khoa trả lời câu hỏi của bạn Võ Thị Tâm ha. Nếu bạn chưa rõ thì bạn nhắn cho Khoa biết, hoặc là mọi người có thể là nhắn thêm những câu hỏi của mình về du học, về bất cứ cái gì để Khoa trả lời ha. Rồi, thì bây giờ trong thời gian đó thì Khoa sẽ quay lại những câu hỏi của các bạn khác nha. Ok, quay trở lại câu hỏi của bạn Phí Thu Hằng.
Chờ phải chút xíu. Thôi anh hỏi với anh, hỏi với anh Khoa là: anh Khoa ơi, cơ hội việc làm trong ngành truyền thông giáo dục ở Mỹ nếu học MBA by coursework. Anh học MA by coursework. Cơ hội làm việc trong ngành truyền thông và giáo dục ở Mỹ. Câu hỏi này thật sự thì nó không nằm trong cái lĩnh vực chuyên ngành của anh. Anh thì anh chuyên về những cái technical nhiều hơn. Nhưng mà em hỏi anh về cơ hội việc làm á, thì em có thể là lên mạng tìm kiếm được. Chẳng hạn như là em tìm kiếm thử là cùng cái ngành đó của mình, em lên Google em search thử là cũng cái câu như em hỏi vậy đó nhưng mà bằng tiếng Anh, nó là the chance to get job for this job in the USA chẳng hạn như vậy. Thì thường nó sẽ có những cái tổng kết về ngành để mà em thấy là trong những cái ngành đó năm vừa rồi nó có bao nhiêu phần trăm apply trong đó và hiện giờ trong công việc của mình nó đang cần làm những gì. Thì thường những câu hỏi kiểu này anh sẽ hỏi Google cũng được. Nhưng mà về căn bản á, để mà cơ hội việc làm của mình á thì nó dựa vào những cái như là nó, thứ nhất là nhu cầu của xã hội, đúng không? Xã hội mình cần như thế nào? Cái thứ hai á là năng lực của bản thân. Và thứ ba là sự cạnh tranh giữa các khu vực với nhau. Thành ra nếu trường hợp mà mình cảm thấy cái sự cạnh tranh của mình á mà nó quá nhiều đi, hay là đơn giản là cái mà thường là cạnh tranh nhiều là một cái điểm tốt, tại vì cạnh tranh nhiều tức là nhu cầu cao, đúng không? Đó. Thì cho nên là em cần phải là em trong quá trình em học á, em làm sao em tạo cho mình những connection, làm cho mình đẹp cái resume của mình lên để khi ra trường á mình làm cái đó. Thì đó là những cái mà em kiểm soát được cho trong quá trình học của mình. Còn cái việc mà trường như thế nào, cái ngành đó có được demand cao ra sao á thì mình thấy mình coi lại bằng cách là mình tìm kiếm thêm ha. Nhưng mà câu trả lời đó thì anh không có trả lời cho 100% được. Rồi. Deadline cho apply học kỳ mùa xuân và mùa thu. Cái câu hỏi này là một câu hỏi cũng khá là chi tiết. Thì cái người chính xác trả lời cho em á là trường của em. Hỏi câu này cho những trường mà mình apply thì cái deadline cho the fall semester and the spring semester chẳng hạn như vậy, thì họ cho em biết chính xác luôn. Tại vì á, mỗi trường sẽ có một cái thời điểm khác nhau để mà họ cho mình apply trên đó. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh á, thì khoảng mà mùa fall á, sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 9. Thì thường khoảng chừng cuối tháng 5 á, hoặc là đầu tháng 6 á, là thường là khoảng thời gian deadline. Tức là khoảng trước 2-3 tháng trước khi bắt đầu á. Cho nên là thường tháng 6, giờ 3-4 tháng rồi chứ. Đó, thì ra là mình phải chuẩn bị, thì đó là khoảng chừng em nhắm 3 tháng đi. Thường anh biết là khoảng 3 tháng trước khi bắt đầu là cái thời gian deadline để mình apply. Thì như vậy, nếu mà như vậy thì tháng 9 bắt đầu cho mùa fall thì tháng 6 là thời gian deadline của nó. Còn tháng 1 bắt đầu cho mùa spring thì khoảng tháng 10 là deadline cho nó. Mình phải confirm ở trường của mình nha, tại vì họ sẽ cho mình biết thông tin chính xác hơn cái ngày nữa. Đó. Rồi, câu hỏi số 7 của em là: nếu không tham gia hoạt động ngoại khóa, có phải điểm trừ khi apply học bổng trường không? Yes and no at the same time. Tại vì anh không tham gia học bổng ngoại khóa nhiều, nhưng mà anh vẫn có thể có học bổng. Tại vì nó có những cái tiêu chí đánh giá riêng. Đương nhiên khi mình tham gia học bổng, tham gia trường á, mình phải gửi trong cái resume của trường mình nữa. Tức là mục tiêu mình là muốn apply master của trường này, mình liệt kê những cái thành tích của mình trước đó ra, đúng là phải có nó nữa. Thì như em nói đúng, nếu trường hợp mà em có những cái mà thành tích nổi bật, hay em có những cái như mà về hoạt động văn hóa hay là hoạt động ngoại khóa nhiều á, thì nó sẽ là một cái điểm giúp cho em, để mà giúp cho mình là có được đánh giá tốt hơn từ trường và có học bổng. Thì chính xác, nếu như em có được những hoạt động ngoại khóa, em sẽ có cơ hội cao hơn rất là nhiều. Thế mà khác. Như anh đi, anh thì anh có thể anh không có nhiều, nhưng mà có thể là thành tích của anh về học hay là anh có những công việc đi làm trước đó, thì đó là cái điểm cộng trong cái hồ sơ của anh ha. Ok, bây giờ câu tiếp theo của em á. Câu số 8: những kỹ năng phẩm chất nào là điểm mạnh của người Việt và cái nào là điểm chưa tốt mình cần phải khắc phục? Câu này rất là hay ha. Cái này là nói về cái tính cách của mình. Thật ra người Việt mình thì nó cũng phải phân chia. Chẳng hạn như là người Việt cách đây thời điểm hiện tại, người Việt cách đây 5 năm, người cách đây 10 năm sẽ có những cái khác nhau rất là nhiều ha. Thì đối với bản thân anh đi, anh là một cái lứa người Việt cách đây 10 năm. Hiểu như vậy đi ha. Thì cái mà anh nhìn nhận nó sẽ khác các bạn bây giờ. Thì các bạn bây giờ được cái là anh có cơ hội nói chuyện nhiều, cho nên anh sẽ có nhiều cái hiểu biết về các bạn thông qua những cuộc nói chuyện đó. Thì cái anh nhận thấy á, là cách đây 10 năm đi, đa phần ở thời tụi anh á, rất là hiếm khi nào tụi anh thích những cái nổi trội cho bản thân mình, như là không thích nổi trội giữa đám đông, không thích gọi là giờ ta phát biểu, hay không thích những cái như là mình song sáo mình làm á, rất là hiếm các bạn làm như vậy. Thì đó là cái điểm yếu của mình. Thì khi mình qua Mỹ mình học á, ở văn hóa ở Mỹ á, là cả trăm năm nay rồi, là nó tạo điều kiện cho những đứa trẻ lớn lên á sẽ có những cái là họ muốn thể hiện bản thân của họ.
họ muốn chứng minh mình tốt ở một level nào đó. Thì như vậy là cái khác biệt nằm ở chỗ này, cho nên là khi mà mình qua Mỹ mình học á, mình sẽ thấy là các bạn là có xu hướng là những người Việt, những người mà ở Việt Nam hay là những người bạn mà châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc nói chung á, họ khá là nhu mì trong lớp, họ không có xông xáo để mà nói nhiều đó. Mà bên cạnh đó đó, bên cạnh đó thì đó là cái điểm mà không tốt, tại vì á khi mà mình làm việc trên lớp, mình làm việc trong nhóm đi, mình có sự gọi là xông xáo mà làm việc á, thì sẽ được cái người ở trên cấp cao hơn đánh giá mình rất là tốt, đúng không? Thì họ thấy được cái sự phát triển của mình, thì đó là những cái tính năng của một cái người trở thành leadership sau này, tức là thăng chức hay là sau này đó, thông qua những cái đó. Thành ra mình nên sửa là sửa tính đó. Thì bản thân anh vậy, anh sửa đó rất là nhiều. Thì khi mà qua Mỹ, anh là một người khá là nhút nhát ở Việt Nam. Cái đó là nếu mà mọi người nghĩ sẽ nghĩ rất là ngạc nhiên, và ở Việt Nam các bạn của khoa sẽ biết điều đó. Không có phải là một người xông xáo khi trong vấn đề về nói chuyện, về giao tiếp hay là về những hoạt động ngoại khóa, khoa không phải là người như vậy. Nhưng mà khi mà qua Mỹ á, thì khi mình qua Mỹ á, mọi mối quan hệ của mình trước đó đều đã biến mất hết trơn rồi, mình chỉ có mình thôi. Cho nên là khoa mới nghĩ trong đầu là ok, nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ rất là khó nếu mình phát triển trong môi trường này, đúng không? Thành ra là khoa đặt vấn đề là mình thay đổi. Thay đổi như thế nào? Thay đổi ở chỗ là mình xông xáo hơn trong việc kết bạn, mình nói chuyện nhiều hơn, mình giúp các bạn làm, mình xông xáo giúp đỡ mọi người nhiều hơn đó. Hay là tham gia hoạt động ngoại khóa, khoa từng tham gia một trong một group về online marketing nữa, thì ở Việt Nam mình gọi bán hàng đa cấp á. Thì cái mục tiêu khoa khi đó là không phải làm giàu gì hết, nhưng mà không biết trong trong môi trường đó đó, người ta huấn luyện mình rất là tốt, cách nói chuyện với người lạ nè, cách xử tình huống nè, cách nói chuyện trước đám đông nè, hay là những cái mối quan hệ trong cái việc mà mình làm online marketing nè. Thì đó là cái mà khoa thấy cái giá trị trong việc đó, cho nên là khoa làm cái việc làm đó. Và trong thật sự là khi khoa làm việc như vậy, khoa gặp rất nhiều người bạn mà khoa rất là thích và họ giúp khoa rất là nhiều. Thì ở Việt Nam mình cái cụm từ mà bán hàng đa cấp nó có một người mà từng ác cảm rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà khoa thì khoa nghĩ thoáng hơn, khoa nghĩ là nó mang lại cho mình cái giá trị gì, và nếu trường hợp mà mình tỉnh táo ở đây là nếu trường hợp người ta lừa mình ta lừa mình cái gì, đúng không? Thì đó là trường hợp khoa nghĩ như vậy. Thành ra đối với khoa, online marketing không quá xấu mà nó là tốt nữa, tại vì nó giúp cho khoa phát triển bản thân rất là nhiều. Nhưng mà mình không làm giàu từ nó, đó là cái mà khoa nghĩ là như vậy, ngay từ đầu như vậy. Thì ra là khoa không có nghĩ mình làm giàu từ nó. Cho nên nếu mà các bạn thật sự mà muốn, các bạn có thể có cơ hội, các bạn có thể thử thử tham gia, hay là mình có thể mình thử mình làm như vậy đi. Nhưng mà mình coi, mình tỉnh táo, mình đứng, mình tạo một con người ngoài cuộc cho mình coi coi mình cần cái gì trong đó, và nó có thật sự là cái đúng với mình không. Có những người bạn của khoa họ cùng làm và họ phát triển rất là tốt và họ thành công trong lĩnh vực đó, nhưng mà mình thì không. Cho nên mà mình, cái mục tiêu ban đầu của mình là mình đã hoàn thành rồi, mình phát triển được bản thân của mình. Thành ra là còn trên lớp thì sao? Trên lớp thì khoa là xung phong trong cái việc học của mình. Tức là khi mà trên lớp thầy có những cái bài giảng hay những cái mà khoa thấy điểm sai á, khoa giơ tay. I see something wrong, chẳng hạn như vậy. I have a question, chẳng hạn như vậy. Khoa giơ tay, khoa trả lời, khoa hỏi. Nhiều khi mình hỏi mình, có những lúc thầy không hiểu mình hỏi gì đâu, thật sự như vậy. Nhưng mà trường hợp như vậy á, thì nó ok, how about I come to the board and I show you. Tức là mình lên trên bảng, mình chỉ ra luôn thì nó dễ hơn. Mình chỉ ra cái điểm đó mình nghĩ là sai, nhưng mình chỉ ra cái cách để mà sửa. Thì không sao hết, nếu mà đúng thì sao, mọi người vỗ tay, còn nếu mà sai thì sao, đi về thôi, không sao hết. Nhưng mà vấn đề trong trong lòng mọi người thấy là mình có sự xông xáo, mình rất là dũng cảm ở đây, đúng không? Đó, mà các bạn thử đi, khi mình phát biểu trên lớp mình thấy mà mình nó thành cái gì đó, cái cảm giác rất là thích luôn á, mà tâm ra nhiều khi là mình bị nghiện cái đó. Cho nên nhiều khi mà thành tính cách mình thành ra mình thích nổi trội trong phần như vậy, mình thích những cái bài như vậy. Rồi bạn bè gì, mình xung phong, mình chỉ bài cho họ, hay là những lúc mà học nhóm với nhau á, mình muốn là người đứng ra giảng bài lại cho cả nhóm. Thứ nhất, để mình coi cái mức hiểu của mình ở mức nào. Thứ hai á, nếu mình không hiểu không đủ á, các bạn khác sẽ giúp cho mình trả lời câu hỏi đó của mình, hay là giúp cho mình phát triển hơn phần của mình. Và thứ ba nữa đó, mình sẽ có cơ hội để mình cái kiến thức của mình nó vững vàng hơn. Tại khi mình nói kiến thức đó trên giữa một cái đám đông á, mình sẽ phải làm sao cho nó thật là rõ ràng chi tiết, đúng không? Và trong việc phát triển mình làm như vậy á, vô hình chung là gì, mình đã nhấn mạnh và mình đã ghi những kiến thức đó sâu hơn các bạn rất là nhiều rồi, coi như là mình có nhiều thời gian để học hỏi hơn đó. Và đương nhiên nó phát triển kỹ năng nói chuyện với công chúng của mình nữa. Mình nói tiếng Anh mà cảm giác cũng rất là vui chứ hả. Mình một thằng châu Á có 1m68 thôi chẳng hạn như vậy, đứng trước khoảng chừng 10 đứa mà trong đó là hết phần nửa là Mỹ trắng rồi. Thế là mọi người phải lắng nghe mình, mọi người phải đặt câu hỏi với mình, mọi người phải có một cái nhìn khác về mình. Mình tự hào chứ, mình cảm thấy mình cũng có bản thân mình có gì đó mình hay hơn chứ. Thì đó là những cái làm cho mình phát triển bản thân cho mình là như vậy. Nhưng mà đương nhiên để làm như vậy mình phải bước vào cái bước tường đầu tiên là mình dám làm cái đã, đúng không? Rồi, thì cái đó là mình. Còn các bạn bây giờ ở tuổi mà 20, 21 hay thậm chí là trẻ hơn á, khoa cảm thấy các bạn có sự phát triển rất là tốt luôn. Các bạn xông xáo hơn rất là nhiều, không phải giống như khoa 10 năm trước nữa. Các bạn có sự là, nếu là giống như bây giờ các nhiều người bạn hỏi chuyện khoa đi, khoa gọi điện khoa nói chuyện các bạn luôn. Nhiều khi khoa cảm thấy là các bạn không có sự ngại ngùng rất là nhiều, nói chuyện một người xa lạ, thậm chí là con gái như con trai nữa, các bạn vẫn thoải mái để mà giao tiếp với nhau.
Đó, thì đó là những cái Khoa thấy là các bạn bây giờ các bạn khá hơn Khoa hồi xưa là như vậy. Thì nói chung là giữ phần đó, cố gắng lên để mà khi mình qua đây mình học á, mình sẽ có những cái phát triển như mình. Tại vì sau này mình còn phải ra trường, mình phải đi làm đúng không? Mà ở Mỹ á, một cái người mà học giỏi chưa chắc gì đã làm giỏi, mà một cái người có thể nói giỏi luôn, nói giỏi làm giỏi luôn. Tại vì như vậy là họ phát triển được nhiều hơn. Thì trong công ty của Khoa cũng vậy, Khoa là mình nói chuyện tiếng Anh không có giỏi nhưng mình rất là thích nói chuyện và thích giao tiếp mọi người. Thì như vậy là mọi người làm quen với mình cũng dễ dàng hơn. Ok, thì đó là cái câu vấn đề về phẩm chất mà anh trả lời cho Hằng ha. Hết rồi đó Hằng nha, 8 câu trả lời cho em hết rồi đó, trả nợ xong rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của một bạn là của bạn là Võ Thị Tâm luôn. Bạn hỏi là để học cơ sư cơ khí, mình cần học những ngôn ngữ lập trình gì? Good question, chờ một xíu nha. Để học kỹ sư cơ khí, mình cần học ngôn ngữ lập trình gì? Thì thực ra về căn bản á, câu này rất là hay. Đối với kỹ sư cơ khí á, thì mình không đòi hỏi phải học ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà nếu mình có ngôn ngữ lập trình thì đó là thế mạnh của mình. Tại vì sẽ có rất là nhiều những cái ứng dụng á, là dùng ngôn ngữ lập trình trong đó. Thì ví dụ ha, một cái mà Khoa thấy là những ngôn ngữ lập trình bây giờ mà hay dùng á, đơn giản nhất là Python, đúng không? Python á, hay là C++, đó là hai cái mà dùng người ta dùng khá là nhiều. Những cái như về Ruby hay là những cái về cái J hay là cái gì thì nó dùng trong những cái phần, những cái mà về social network nhiều hơn, hay là web design nhiều hơn. Nhưng mà về trong lĩnh vực về cơ khí á, thì mình học về Python nè, mình học về MATLAB nè, rồi mình học về những cái phần mềm về vẽ hay là về CAD, đó là CAD á, nó có là AutoCAD nè, Inventor nè, hay là SolidWorks chẳng hạn như vậy. Thì đó những cái mà không phải một phần ngôn ngữ lập trình. Python và C++ là ngôn ngữ lập trình, C++. Còn những cái mà họ vừa nói là những cái phần chương trình để mà hỗ trợ cho việc học kỹ sư và việc học AutoCAD, việc học kỹ sư cơ khí nói chung. Một những cái phần mềm mà Khoa nghĩ các bạn nên học á, nó vừa lập trình mà nó vừa làm cho những cái phần tính toán á, nó là MATLAB. Thì nếu mà các bạn làm học kỹ sư á, các bạn học MATLAB ngay từ đầu á, thì các bạn sẽ khỏe rất là nhiều. Tại vì bên cạnh nó giúp cho mình trong việc học tập, trong việc làm bài tập rất là nhiều luôn. Đó, cái là cái quan trọng nha. Tại vì Khoa thấy là Khoa rất là kinh nghiệm của Khoa, mình làm việc mình làm trên máy tính, đương nhiên mình phải làm trên cái máy, trên máy tính buổi tối để mình quen biết mình đi thi rồi, nhưng mà mình khi mình làm việc trên MATLAB á, cái khả năng đúng của mình nó cao rất là nhiều. Và quan trọng hơn là gì, khi mình muốn làm lại, mình muốn coi lại cái word của mình á, mình chỉ việc vô đó mình sửa số thông tin để mình làm lại thôi, rất là dễ. Và thậm chí những cái bài mà nó cùng dạng như vậy đó, mình dùng cái chương lập trình đó mình bỏ số ra, nó run cho mình cái là mình ra là kết quả liền luôn, tiết kiệm cho mình công sức rất là nhiều cho việc làm bài tập ở nhà. Đương nhiên mình phải làm giấy để mình có sự hiểu biết trước cái đã, rồi sau đó mình dùng cái chương trình để mình làm cho nó chính xác hơn. Kỹ sư mà phải biết xài máy tính chứ đúng không? Ok rồi, đó là bạn Võ Thị Tâm. Bây giờ câu hỏi tiếp theo ha. Có mấy bạn hỏi về vấn đề về du học. Quên nữa, các bạn có hỏi có hỏi là thêm không? Gửi cho Khoa thêm nha. Bây giờ mình nếu mình không có hỏi thì Khoa sẽ tự nghĩ câu hỏi Khoa hỏi đó. Ok, Kha bảo MATLAB hả? Ok, MATLAB là MATLAB đúng không ta? Chính xác, nó đó. Đó là từ MATLAB là như vậy đó bạn Tâm. Thì MAT là toán đó, lab là laboratory hả? Tức là phòng thí nghiệm á, MATLAB là như vậy. Ok, Kha Bảo. Kha Bảo hỏi anh Khoa là cho em hỏi về việc chọn môn cho Community College. Chọn môn học cho Community College. Thì cái câu hỏi chọn môn này nó sẽ dựa vào là đầu tiên hết á là em cần biết em chọn ngành gì. Đúng không? Ngành gì? Thì cái ngành của em chọn ngành gì thì để mà được như vậy đó em phải gặp cái người academic advisor ở trường của em. Thì khi mà em đến đó em gặp họ vào đầu mỗi mùa. Thực ra là nếu mà trường hợp mình gặp cái mùa này mình kỹ rồi á, mình gặp một mùa cũng được đó, nhưng mà đầu mỗi mùa khoảng chừng 15 phút là tốt nhất. Tại vì sao? Khi mà vào mỗi mùa như vậy đó, mình sẽ biết thông tin là lớp nào được mở mùa đó và mình cần lấy lớp gì. Thì cái người mà academic advisor á, dựa vào cái degree plan mà em chọn á, họ cho em biết là những cái môn mà mình cần trong đó. Thì thường học community college đa phần 90% các bạn là muốn học để mà transfer lên trường university đúng không? Học kiểu mà 2+2, giống như hồi xưa Khoa có làm cái vlog 2+2 á. Thì như vậy á, các bạn phải coi những cái môn trong degree plan của mình á, nó là transfer degree plan để dành cho transfer, những môn mình học là môn thế nào để mình coi trong những cái lớp đó. Ở community college á, thì cái mức độ khó dễ nó không có quá nhiều. Nhưng mà những cái môn mà mất nhiều thời gian cho các bạn nha, những cái môn về tiếng Anh, những môn về viết chẳng hạn như vậy, lịch sử, những môn về government, thì theo Khoa thấy những cái môn nó còn nặng hơn là những cái môn về toán hay là lý hóa nữa. Thì nó có 6 môn cả thầy, 2 lớp viết, 2 lớp lịch sử và 2 lớp về học về government.
mỗi một cái tiểu bang sẽ có goal mình khác nhau, thành ra nhiều khi các bạn học bang này các bạn qua bang khác khi mà chưa hoàn thành community college á, nhiều khả năng các bạn sẽ phải học lại một cái lớp về goal mình đó chẳng như vậy. Rồi thì khi thì đối với khoa đó, tránh lấy 6 lớp này chung với nhau. 6 lớp là hai lớp viết, đương nhiên nó sẽ có từng đợt mình phải lấy lớp viết A trước mới lấy lớp viết B, đúng không? History 1 mới lấy History 2 được. Nghĩa là trong một mùa mà đừng lấy 3 lớp đi chung với nhau, tại vì nó sẽ khá là cực đó, đại khái như vậy. Cho nên mình phải phân bố theo cái đó, thì mình hỏi cái academic advisor luôn, mình hỏi là mùa này có những lớp nào mở, rồi mình coi những lớp nó trùng nhau hay không, mình phải chọn giờ. Và thứ hai nữa là mình né lấy cái ba những cái lớp mà nặng như khoa nói đó, né riêng ra. Đã. Còn những cái môn như về toán, lý, hóa thì tôi thấy là ở sinh viên Việt Nam mình không ai gặp khó khăn vấn đề đó hết. Những môn về khoa học tụi mình khá là giỏi rồi, cho nên là khoa học vấn đề gì, nên là các bạn có thể yên tâm về phần đó ha. Nhưng mà nên gặp ở mỗi mùa. Thì cái việc này nó cũng có thể là nó áp dụng việc học trên đại học luôn. Tại vì như khoa làm trên đại học và trên trường master á, là mỗi mùa phải gặp người counselor hết. Tại vì sẽ có một trường hợp như vậy, có những cái lớp phải đòi hỏi là mình phải học xong nó mình mới được qua lớp khác. Ở community college á, thì lớp mở rất là nhiều, hầu như là mỗi mùa đều có hết, cho nên là không phải là vấn đề gì to lớn. Nhưng mà ở đại học thì khác, cái lượng lớp mở ra rất là hạn chế. Mà chẳng hạn như là phải lấy lớp A trước lấy lớp B, đúng không? Trong cái phần mà 2 cộng 2, block 2 cộng 2 á, khoa nói rõ vấn đề rất là nhiều. Các bạn mà nhiều khi mình không có gọi là có một cái plan đầy đủ trước đó đó, mình sẽ rất là dễ vào tình trạng là mình bị fail một lớp này, hay là mình miss cái lớp này, phải chờ một năm sau mình mới học được. Tức là sao? Kế hoạch của mình phải dời là một năm sau. Đương nhiên trong thời gian đó mình sẽ học được một vài lớp thay thế rồi, không vấn đề gì. Nhưng mà những cái năm cuối cùng không còn nhiều lớp nữa, rất là dễ trường hợp mình sẽ bị thời gian mình nó dư ra. Khoa có một bạn bị vơ tình cảnh đó, bạn bị rớt một lớp và phải chờ một năm sau bạn học lại lớp đó, và phải mất một mùa sau mới học lại được. Nói cách khác là bạn bị một năm trễ một năm so với dự kiến tốt nghiệp của mình. Mà một năm học ăn học của mình đó, tức là mình sao mình phải vẫn phải trả tiền nhà nè, vẫn phải trả tiền ăn ở của mình nè đó, và phải quan trọng gì, mình chỉ thiếu một môn thôi, nhưng mà mình lại phải lấy những cái lớp khác để mà mình có thể là mình maintain cái status của mình, tức là full time student. Cho nên việc mà mình rớt một môn như vậy nó kéo theo cái hệ lụy là mình phải tốn tiền vì những cái không cần thiết là như vậy. Cho nên mình phải có kế hoạch trước, mình học cái gì rồi mình lên kế hoạch đó thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, đúng không? Ok, từ đó là cái câu hỏi anh trả lời cho Kha Bảo ha. Ok, rồi bây giờ là câu hỏi hiện tại đang hết rồi ha. Thì bây giờ mình qua một câu hỏi về... Rồi, bạn Nguyễn Thị Mỹ Hà. Mỹ Hà hỏi anh là: anh Khoa ơi, em sắp phỏng vấn visa du học Mỹ rồi, anh cho em ít kinh nghiệm được hay không? Ok, thì đầu tiên Mỹ Hà, em lên vlog của anh, em kiếm những cái vlog số 6 là về phỏng vấn du học ha. Vlog số 9 là về vlog số 15 chứ. Anh phỏng vấn một bạn để mà bạn đi phỏng vấn trong đó rồi, thì bạn sẽ kể cho em nghe những cái mà bạn chứng kiến về cái kinh nghiệm của bạn trên đó. Thì coi những cái video mà anh chị em trước đó trước để em có cái đánh giá chung, và những cái đó anh nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà nói lại ở đây á, thì anh chỉ tập trung cho em 3 điểm chính thôi. Một là em phải chuẩn bị giấy tờ cho mình thật là kỹ càng. Những cái mà em có như là về tài chính, về học bạ, những cái về trường lớp chẳng hạn như vậy, em chuẩn bị kỹ với mình trước để mình yên tâm. Thì khi mình yên tâm rồi mình sẽ không lo lắng về đó nữa, đúng không? Cái thứ hai nữa đó là em chuẩn bị cho bản thân mình, tức là mình phải chuẩn bị những cái về phỏng vấn, mình phải nói chuyện luyện tập cho rõ ràng. Quan trọng là mình phải có sự tự tin ở đây đó. Và cái thứ ba là tới đâu hay tới đó. Thì nghe các bạn nó không có trách nhiệm không, thật sự đó là cái mà anh thấy là để mà ứng biến tốt thì mình cần phải có thái độ đó. Tới đâu hay tới đó, vô trong lúc mình phỏng vấn á, mình đừng có quá áp lực về chuyện là mình phải trả lời cái này, phải trả lời cái nọ. Tại nhiều khi là mình luyện là một chuyện, nhưng mà khi mình vô mình phỏng vấn rồi đó, mình sẽ rất là lo lắng và run, đúng không? Nhiều bạn đây đã từng phỏng vấn rồi, các bạn sẽ biết cảm giác đó. Thì phỏng vấn du học là một cái gì đó mà nó như xin việc gì nữa, nó sẽ không một cái chuẩn chung, nó không có một cái gì gọi là 100% hết. Làm theo anh đi, anh sẽ có 100% cơ hội phỏng vấn du học thành công. Xạo đó, không có ai làm được chuyện đó đâu, đúng không? Thành ra là khoa không gì nói là cái cách của mình là 100% đầu phỏng vấn, nó không thể nào. Mình chỉ có thể nói là mình giúp mình nâng cao hơn, và mình có quan trọng tất cả mọi việc mình làm gì để mình nâng cái tự tin của mình lên, để mình nâng cái bản thân của mình lên thôi. Thì khi bản thân mình nó cao, nó khá hơn á, mình sẽ dễ dàng, mình sẽ có cái cơ hội để mình thể hiện bản thân của mình ra. Tại vì cái tiêu chí người ta tìm kiếm mình một người phỏng vấn du học là gì? Thứ nhất là tài chính, đúng không? Phải có đủ tài chính để mà ăn học trong những cái năm đó. Thứ hai á, là phải có khả năng hoàn thành cái bằng cấp của mình. Và thứ ba là phải khó khả năng trở về Việt Nam. Thì tất cả các trả lời của mình phải xoay quanh ba vấn đề này. Thì anh nói rất rõ trong video của mình rồi. Thì khi mà em nói những cái vấn đề đó, em phải làm sao mình làm rõ cái vấn đề đó lên, người ta tìm kiếm cái đó thì mình làm cái đó. Xin việc gì nữa,
mình coi xin việc thì trong trong cái xin việc người ta sẽ có những cái là yêu cầu đúng không? Tôi biết người này phải có kiến thức này, người này phải có cái tầm phẩm chất này. Thì khi mình nói chuyện với họ, mình phải làm sao mình tốt được cái phẩm chất đó và mình phải có kiến thức về cái phần phần đó đúng không? Thì người ta thấy đúng là người mình tìm kiếm rồi thì mình nhận được nhận thôi. Đó, thì đương nhiên là mình sẽ có những phẩm chất khác, thậm chí là một số phẩm chất mình nó không bằng cái đó đi. Nhưng mình phải làm sao cho nó rõ lên, mình phải làm sao là hư trên thân thế của mình ra một chút. Đó, thì đương nhiên là thành thật là điểm quan trọng, nhưng quan trọng là phải tự tin để mình nói chuyện với người khác. Rồi, cái này thì em luyện tập thôi. Trong video của anh sẽ nói rất là nhiều trong phần đó rồi. Nếu mà cần thì anh gửi lại cho em coi, không có đề gì hết ha. Ok. Rồi, các bạn có hỏi nào hết hay không? Không ai có câu hỏi gì hơn hả? Mọi người clear hết rồi hả? Rồi, vậy thì Khoa không hỏi thì Khoa hỏi ha. Mình coi tiếp. Rồi, thì bây giờ một bạn khác hỏi Khoa là bây giờ về vấn đề là về là cái lộ trình. Bây giờ bạn tên là Vĩ, hình như Vĩ. Bạn hỏi anh là bây giờ anh Khoa ơi, bây giờ khi mà em học xong Community College, em lên đại học xong rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị gì khi mình ra trường để mình đi làm, tìm việc làm khi ra trường ha. Rồi, thì bây giờ cái vấn đề này là cũng rất là quan trọng không? Nhiều bạn sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Các bạn thì học xong sẽ muốn đi Việt Nam luôn. Các bạn thì muốn họ ở lại trường đi làm như Khoa đi. Cái câu hỏi của Vĩ là với tình huống của anh đó Vĩ. Tức là anh sẽ đi làm, anh muốn đi làm khi anh tốt nghiệp đại học. Thì bây giờ mình chuẩn bị những gì? Thì đầu tiên hết á, mình cần phải có là mình phải chuẩn bị cho mình đó là mình đi làm mình cần gì? Mình phải có bằng cấp là cái đầu tiên rồi. Nhưng cái quan trọng là gì? Mình phải có cái resume. Tức là mình có cái CV, Việt Nam mình gọi là CV á, hay là hồ sơ xử lý rồi đó. Thì cái resume của mình á là mình phải chuẩn bị trước đó, tại vì á, để mà mình ở Mỹ á, để mà mình đi xin việc phỏng vấn á, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức. Một á là mình nộp trực tiếp ở công ty. Hai á, tức là mình tới công ty mình nộp á. Hai là mình thông qua quen biết. Và thứ ba là mình nộp trên online. Thì cái phần mình nộp trực tiếp công ty á, nó khá là ít, mà tỷ lệ thành công cũng không phải là nhiều. Cái phần thứ hai á là mình phỏng vấn dựa trên là có người quen biết dẫn mình vô, thì cái tỷ lệ thành công này nó cao hơn. Và cái thứ ba là apply trên online. Thì cái người mà mình được mà dẫn vô á thì người ta phải coi cái resume của mình, phải có biết mình từ trước không, người ta phải hiểu mình như thế nào thì họ mới dẫn mình vô được. Thì mình phải build up bản thân của mình. Còn việc mà xin việc online á là phụ thuộc rất là nhiều, 100% từ cái resume của mình luôn. Tại vì người ta không biết mình là ai hết, người ta chỉ biết những cái thông qua những cái mình viết trên đó thôi. Cho nên mình phải chuẩn bị mình cái resume rất là kỹ. Thì nói về đề tài này đi, anh có làm 3 vlog về đó rồi. Thì là nó là ba cái đầu tiên anh làm đó. Vlog số 1 là về resume nè, chuẩn bị như resume như thế nào, chuẩn bị profile như thế nào. Vlog thứ hai là cách xin việc như thế nào trong online. Và vlog số 3 là phỏng vấn xin việc diễn ra như thế nào và cái kinh nghiệm của mình khi chuẩn bị phỏng vấn xin việc. Thì đó là ba cái mà anh đã làm và anh đã chuẩn bị và anh cũng đã chia sẻ cho mọi người luôn. Thì em tìm coi trên cái vlog của anh. Nhưng mà cái lời khuyên của anh á là chuẩn bị cho việc này càng sớm càng tốt. Tại vì sao? Resume của mình không thể nào làm trong một đêm được. Mình phải chuẩn bị cho mình là từng cái hoạt động ngoại khóa của mình, từng cái những cái mình học trên lớp, từng những cái mà project mình làm trên lớp. Tại vì sao? Khi mà người ta hỏi cái job, mình biết cái job đó là cần cái thông tin gì đúng không? Cần kỹ năng gì? Mình có những cái đó thì mình liệt kê trong resume của mình ra. Mỗi một cái job sẽ có một cái resume khác biệt nhau. Nó không thể nào một cái mà cho tất cả được. Và quan trọng đó là em phải có những cái khác, như là mình phải có những thành tích về điểm số của mình nè. Mình có những cái hoạt động ngoại khóa nè, để nó làm cho người ta thấy là mình có gì đó khác biệt những người khác. Đó là cái sai lầm của Khoa. Khoa không có cái trong quá trình học á, Khoa lo Khoa đi làm không mà, Khoa không làm việc, Khoa không có lo trong việc mà học ngoại khóa. Nhiều khi là mỗi người hoàn cảnh khác nhau thì nó không thể nào mà nó hoàn hảo được. Nhưng nếu mà trường hợp á mà mình có điều kiện, mình không phải đi làm nhiều á, hãy tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều vô, tham gia những cái hội đó, rồi mình xông xáo, mình xung phong, mình lãnh trách nhiệm luôn. Mình muốn làm thủ quỹ nè, muốn làm event, mình muốn làm sự kiện nè, hay là muốn làm những cái nào website nè, hay mình làm những cái về Facebook nè, chẳng hạn như vậy. Mình được xông xáo, mình nhận một cái vai trò gì đó. Thì với cái việc mình có vai trò như vậy đó, mình sẽ giúp cho trong hồ sơ của mình, người ta thấy là mình có một cái gì đó, mình đứng lên để mình làm cho một cái đội nhóm. Đó là cái điểm rất là mạnh trong resume của mình. Bên cạnh đó nữa là mình phải chuẩn bị cho mình những cái việc mà về profile. Thì những cái mình đã làm đó, mình bỏ một cái profile trên LinkedIn luôn, để mình có những cái hồ sơ chuyên nghiệp trên đó. Rồi, đó là cái điểm mà mình chuẩn bị cho việc xin việc. Còn điểm quan trọng đó là gì? Phải chuẩn bị cho OPT,
Trước khi mình tốt nghiệp 3 tháng á là mình phải làm OPT để mình có được qualify 1 năm đi làm á. Thì OPT này là một đề tài rất là rộng, thì Khoa cũng có làm vlog về nó rồi. Nói chung là Khoa làm rất nhiều vlog về việc đi học rồi. Các bạn cần cái gì lên đó là mình sẽ có hết, chịu nghe thôi. Một video của mình khoảng chừng 25 phút, 30 phút à. Rồi, thì đó là những cái phải chuẩn bị cho đi làm hết. Rồi. Cái cuối cùng mà việc xin việc á, đừng có nản. Xin việc là một công việc là dễ dàng gây nản chí nhất. Tại vì có những cái việc mình apply trên job đi, mình giống như mình chọi một cục đá xong cứ giếng thiệt là sâu vậy đó. Nghe tụm một cái rồi, ta biết là nó tới. Mà cái tụm ở đây gọi là gì? Là no á, người ta reject mình đó. Đa phần là trong một trăm Khoa gửi 100 cái resume đi, thì trong đó là khoảng chừng có 20 cái là Khoa nghe được cái feedback từ đó. 80% còn lại là họ không trả lời mình luôn, họ không hề trả lời mình luôn. Chứ đừng có nói là trả lời no nữa. Thành ra Khoa nói đùa bạn bè, ơi người ta nói không với tôi rồi, vui quá đi. không bị bỏ rơi. Và trong những cái người mà trả lời của mình cũng sẽ có người là mời mình đi phỏng vấn luôn. Thì mình phải làm sao để mình make the big deal of that, tức là mình phải làm sao để mình làm cho nó rõ ràng, cho nó tốt hơn. Thành ra cái việc đó là không có dễ dàng đâu. Mình cảm thấy Khoa là như vậy. Có những người các bạn nói là ô cái việc dễ quá, nhưng mà đối với Khoa nó không dễ đến mức như vậy, nó rất là khó ha. Nên Khoa mới làm những vlog Khoa nói cho bạn biết, và những cái mà Khoa nói trong vlog thật sự những cái mà Khoa đã làm. Cho nên các bạn có thể tin rằng đó là một cái thật, người thật việc thật ha. Rồi, thì đó mới là việc làm ha. Chuẩn bị phỏng vấn một quá trình luôn. Nhiều khi mình tới lúc phỏng vấn mà đi chuẩn bị thì không kịp rồi. Mình nên lâu lâu mình lên YouTube, hay là mình nên coi những cái người ta phỏng vấn bị xin việc á. Mình coi những cái trick, những cái phương pháp để phỏng vấn trả lời, thì vậy mình sẽ có chuẩn bị tốt hơn khi mà trường hợp nó xảy ra với mình ha. Ok, bây giờ câu tiếp theo cho bạn là Hảo vậy đó ha. Chắc là con gái, để con mèo chắc là Hảo rồi. Hảo ơi, em hỏi là anh ơi, em phỏng vấn nhiều lần kiểu ảnh hưởng tới cho lần tiếp theo hay không? Có. Thật ra là khi mà mình rớt một lần rồi thì mình rất là phần thứ hai của mình sẽ khó khăn hơn. Thì cái đó là cái chuyện đương nhiên. Thì thật ra cái quan trọng là khi phỏng vấn nhiều lần á, người ta muốn coi là giữa hai lần phỏng vấn mình có sự khác biệt gì hay không, mình có cái sự đổi mới về cái hồ sơ của mình hay không. Trường hợp ví dụ như là nếu mà mình rớt vì lý do là mình học tiếng Anh đi, mình chẳng hạn, ví dụ năm nay là em tốt nghiệp rồi, em qua Mỹ và em học ESL. Có những bạn vẫn đậu ESL bình thường thôi, nhưng có những người họ nó không có ESL thì họ không có cái điểm IELTS chứ. IELTS, công điểm IELTS thì mình rất là dễ bị rớt đúng không? Thành ra là trong trường hợp mà như vậy, lần hai phải coi lần một mình đã thiếu cái gì, mình muốn làm mạnh hồ sơ của mình hơn thì mình phải có cái điểm mới đó. Chẳng hạn như là trường mình phải có, mình không học ESL nữa mà học thẳng từ Community College luôn, mình chưa có điểm IELTS thì mình phải có điểm IELTS cho lần sau, chẳng hạn như vậy. Hay là trường hợp là tài chính của mình nó bị thiếu, chút định mình thấy thiếu chẳng hạn như vậy, thì mình làm sao cho nó mạnh hơn chẳng hạn như vậy. Thì đó như vậy, một cái luật đó là mỗi một cái lần mà mình làm phỏng vấn lại á, mình phải đi có cái gì đó mới vào hồ sơ của mình để nó mạnh hơn. Cho nên á, không, nếu mà trường hợp mà mình giữ nguyên bộ hồ sơ đó mà mình cứ phỏng vấn every single time, tức mình làm đi làm lại hoài đó, thì khả năng đậu của mình sẽ không có lên bao nhiêu đâu. Có thể là tùy người ta đánh giá khác nhau thì họ cho mình đậu, nhưng mà nếu mình nhìn chuẩn chung á, mình dùng một cái hồ sơ mình đi phỏng vấn mãi á, mình sẽ không bao giờ mình có sự thay đổi tốt hết. Nên nhớ ha, luôn có sự thay đổi khi mình phỏng vấn lần thứ sau. Và trường hợp mà nếu mà mình cần mà làm mạnh cái hồ sơ mình lên bằng những cái điểm mà anh vừa nói đó, điểm mới có điểm có kế hoạch mới như hay như vậy. Ok rồi, bây giờ mọi người câu hỏi tiếp theo không? Bây giờ mình đã thời lượng của mình, bây giờ mình đã nói khoảng chừng 50 phút rồi đó. Thì nếu trường hợp mọi người không nói, không có ai hỏi gì hết thì Khoa sẽ wrap up cho hôm nay ha. Để hơi coi có câu hỏi nào khác không, thì Khoa sẽ trả lời cho các bạn luôn. Rồi, tạm thời là mình không có câu hỏi nào hết ha. Hỏi câu hỏi này cô Julie hỏi rồi, anh đã trả lời rồi. Rồi vậy là xong. Hôm nay vậy là ok hả? Mình đã trả lời hết tất cả mọi người những câu hỏi về thắc mắc ngày hôm nay rồi. Thì nếu mà mọi người feedback cho Khoa biết cái video hôm nay của mình như thế nào, trả lời ra sao. Nãy giờ mọi người im lìm quá, mọi người không có hỏi nhiều. Thì nếu trường hợp mà các bạn mà có nhiều thắc mắc lần sau nữa, Khoa sẽ trả lời cho các bạn ở livestream kỳ sau luôn. Thì hôm nay là ngày lần đầu tiên mình làm livestream thôi, thành ra có những cái là mình cũng còn thiếu sót. Nhưng mà may mắn là các bạn hỏi câu hỏi cũng khá nhiều để Khoa nói đó. Không thì mình cũng sẽ nói về bản thân mình thôi. Ok.
Rồi, thì cảm ơn mọi người đã đến với livestream ngày hôm nay của Khoa ha. Chúc Khoa chia sẻ livestream. Thì nếu mà các bạn muốn coi lại video này thì Khoa sẽ upload lên YouTube để các bạn thể coi lại ha. Thì nó sẽ là vlog mới, đề tài có thể là trả lời trực tiếp phỏng vấn du học chẳng hạn như vậy. Rồi, Võ Thị Tâm, bạn không muốn mình đi đúng không? Rồi, để coi Tâm hỏi Khoa gì nha, chờ Khoa xíu. Tâm hỏi là, anh Khoa ơi, thì hôm nay anh ngành kỹ sư cơ khí có nhiều việc lắm không anh Khoa? Rồi, ok, thì mình sẽ trả lời câu hỏi này câu cuối cùng nha. Ngành kỹ sư cơ khí có nhiều việc không anh Khoa? Câu trả lời là có. Ngành kỹ sư nói chung á là một những ngành mà có cái demand, cái nhu cầu cao nhất của nước Mỹ. Thì đó là tại sao mà Mỹ người ta thu hút rất là nhiều nhân tài làm về cơ khí, những cái ngành về khoa học kỹ thuật. Thì có rất là nhiều việc về làm cho ngành cơ khí luôn. Nhưng mà đồng thời với việc đó là gì? Cũng có một cạnh tranh rất là cao luôn. Hầu như các bạn mà du học sinh về ở Ấn Độ chẳng hạn như vậy, hay các bạn học về kỹ sư như vậy, đa phần là học về kỹ sư về cơ khí. Thì các bạn, nhưng mà vấn đề là không sao hết, cạnh tranh thì cạnh tranh thôi, mình giỏi hơn cái người ta thì mình lo gì mình sợ cạnh tranh đúng không? Cho nên là mình có cạnh tranh cũng không vấn đề gì, nhưng mà nó có rất nhiều việc cho mình. Và nói chút xíu đi cho mọi người thấy, thực ra ở Việt Nam mình khi mà nói về kỹ sư cơ khí, cái này là dựa vào kinh nghiệm của người thân của Khoa. Họ tưởng đâu là mình phải làm những công việc như là mình phải làm với máy móc, rồi mình phải làm những cái như là dầu nhớ tay chân này nọ. Thì thật ra cái khái niệm về cơ khí ở Mỹ nó khá là khác. Cái từ mình dịch ở Việt Nam, từ Việt Nam, từ Mỹ mà vào Việt Nam á, thật ra nó sai. Kỹ sư cơ khí là mechanical engineering. Thì mechanical ở đây á, nó không phải là của chữ, không phải là machine không, nhưng mechanical ở đây nó là bắt nguồn chữ là mechanism. Mechanism nghĩa là gì? Tức là cái hình cách thức vận động của một sự vật. Đó là cái ý chính như vậy. Thành ra kỹ sư cơ khí trong trường mình học đó là mình hiểu được cách thức hoạt động của những cái sự vật hiện tượng liên quan tới vấn đề về kỹ thuật. Thì máy móc là một phần trong cái ngành kỹ sư cơ khí. Thành ra nếu các bạn muốn làm về những cái như là về design machine hay là machine learning như vậy, thì các bạn sẽ học về máy móc nhiều hơn. Nhưng bên cạnh đó các bạn sẽ học những cái như gì? Xử lý số liệu nè. Đó. Về vật liệu nè. Đó. Về kỹ thuật nano hay như vậy, những cái mà bằng các loại tính chất vi mô hơn, những cái nhỏ vi mô, những cái mà nó nhỏ hơn như vậy. Thành ra kỹ sư cơ khí ở trường ở Mỹ nó đào tạo rất là rộng cho mình để mình thấy mình làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không phải liên quan là máy tính mà không phải liên quan về máy móc không đâu nha. Thì để cái hiểu mà về móc không á là một cái hiểu nó hẹp, nó không có đủ để mà cover. Thành ra như Khoa đi, Khoa học master về mechanical engineering, nhưng mà cái chuyên sâu của Khoa khi học master á thì nó là chuyên về xử lý số liệu, data analysis, hay là mình làm những cái về liên quan về những cái hình thức như là mình học về những cái luân chuyển của hóa chất, fluid chẳng hạn như vậy, hay là sự luân chuyển về cái nhiệt độ, heat transfer chẳng hạn như vậy. Thành ra là cái ngành cơ khí nó rất là rộng, thì thành ra là tùy vào trong quá trình mình học á, mình sẽ có những cái mình coi cái nhu cầu xã hội là cái gì. Chẳng hạn thời buổi bây giờ đi là công nghệ vật liệu. Người ta học nhiều về vật liệu, người ta muốn tìm vật liệu mới tiết kiệm năng lượng chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy mình nói, ô mình thích cái ngành này, mình sẽ muốn học về công nghệ vật liệu trong đó, mình chọn những cái lớp về vật liệu mình học. Thì nó là cái điểm khác đúng không? Nhiều khi mình nghĩ là ồ học vật liệu phải học về chemical chứ, chẳng hạn như vậy. Cũng đúng luôn, không có sai. Kỹ sư là những ngành nó có sự liên kết với nhau. Thành ra các bạn có thể là mọc với cái title kỹ sư cơ khí á, mình ra mình làm được khá nhiều việc. Đó là như vậy. Như hồi nãy bạn có hỏi là lập trình mình cần hay không á. Nếu mình kết hợp với lập trình vô nữa, mình làm việc lập trình được luôn. Nhưng Khoa bây giờ là Khoa làm về lập trình cũng khá là nhiều. Rồi ha. Ok. Rồi, vậy là kết thúc nha. Mọi người không có hỏi nào thêm thì mình sẽ hôm nay mình dừng ở đây. Coi như là cũng theo tiến độ mình đó, cũng là 55 phút trong khoảng thời gian mình cho phép ha. Cảm ơn mọi người đã tham gia livestream của Khoa ngày hôm nay. Thì chúc mọi người một buổi tối thật là vui. Và các bạn ở Mỹ thì buổi sáng thật là vui ha. Gặp lại các bạn vào số tiếp theo. Thì khi nào các bạn có câu hỏi nhiều gửi cho Khoa, thì nếu mà câu hỏi đủ nhiều Khoa sẽ làm một cái livestream trả trực tiếp cho mọi người luôn. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà về rất là vui rồi. Cảm ơn rất là nhiều ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Hi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Khoa nha. Hãy giúp Khoa là để lại những ý kiến của mình, những điều các bạn nghĩ là video bổ ích, hay là những điều các bạn nghĩ là sẽ giúp cho Khoa phát triển được thêm những cái ý kiến mới, hay là làm cho chương trình mình tốt hơn nha. Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút quả chuông để mà thứ nhất ủng hộ tinh thần của Khoa, thứ hai để mà các bạn thấy được những video mới nhất càng sớm càng tốt khi mà được phát hành nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mong mọi người ngày thật là vui và hẹn gặp lại số tiếp theo. Bye bye.